Sáng nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Kim Động khiến một người phụ nữ tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng rạng sáng ngày 13 tháng 12 tại km 117 trên đường tỉnh 378 thuộc địa phận giáp danh giữa xã Ngọc Thanh với xã Hiệp Cường huyện Kim Động. Vào thời điểm trên, bà Vũ Thị Tê ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh điều khiển xe đạp điện lưu thông theo hướng từ Kim Động đi thành phố Hương Yên. Bất ngờ, va chạm với xe ô tô chừa gió biển kiểm soát. Hậu quả, bà T tử vong tại chỗ, xe đạp điện hư hỏng nặng. Sau va chạm, xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Hiện vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.